Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hôm nay ba của Hoa sẽ cưa tiếp tục hai cây phượng này phần cuối. Cảm ơn quý vị trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ cho kênh Hello Tiền Giang. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Máy cưa ba của Hoa mới vừa truyền xuống để chăm xăng. Oh.
Bây giờ sẽ đổi máy Huana 254 để cưa cái phần thân. Giờ cái hoành này cũng hơi lớn, đổi máy Huana công suất sẽ lớn hơn. Máy cưa nãy giờ chạy quy đai á, nhưng mà để dưới đá không biết nó bị hơi lục lưỡi cưa. Bây giờ ba của Hoa sẽ dũa lại. Rồi có con cắt kè. Thôi tắt kè chắc rớt xuống nó mà xỉu quá. Hồi nãy ba của Hoàng không thấy.
bây giờ sẽ đi xuống phía dưới để cưa ở dưới phần gốc. Cắt cái ngàm như vậy để kê nó không bị kẹt lam thôi. Cái lõi nó bị bọng hư rồi.
bị hư phần lõi rồi, quá uổng. Đất ở phía trong một cô Hoa có thể sẽ cắt cái nhàm, thì cái phần gốc cây này nó nghiêng vào trong cái vách nhà này. Có thể sẽ cột cái cọng dây hừng để lôi ra phía bên kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thằng cho nó ngã, cho nó nằm lên đây. Mối ăn quá nhiều à. Quá mệt luôn. Quá.
dây điện, chứ cho mấy cái mái nhà ta nữa, chứ trong đó có cái chạy với đó nữa, chứ mình chắc đánh bự bự xuống là nó sẽ gãy, nó sập nhà ta hết, cho nên mới bò ra ngoài á. Mà nếu mà mang cái móng đeo không bò ra nó được. Dạ. Với cái cọng đai bảo hộ. Rồi có cọng đai chứ, nó còn còng đen đen, nó là làm giờ mình cũng quen rồi, với bà cũng thông cảm rồi nha. Dạ. Tại vì nó chưa có, nó hơi chậm gãy, nó lịch trình, nó so sánh với cái cây sao mà chết khô đó. Dạ. Quăng nó không chính xác nữa. Dạ. Ví dụ mình muốn chòm ra nữa thì cái dây bảo hiểm nó bị lại rồi, nó không có như ý của mình. Dạ. Ví dụ mình không có này, mình dối ra đó, bây giờ mình quéo kia rồi nó tới. Dạ. Nó là dối thì cái tay thì mình làm nó có tới. Còn mà có cái dây nó chuẩn bị, nó có cổ đó, nó không dối chòm được chưa đó. Dạ. Thì là cái đó là tùy theo địa hình. Dạ. Bữa nào mà chống chảy thì mình lên đó mình cắt cái đó, mình cua trong nắp đó, cắt cánh to xuống là nó ngon. Dạ. Còn như mấy cái địa hình ở cái vùng này là nếu thợ cưa đó lại đây cưa không được đâu. Dạ. Tại vì ta không kêu, ta không mướn, cưa kia nó hư đồ ta cho là. Dạ. Đứng trên nắp nó lại cái đùng xuống cái cây dừa cái lên lên mầm cưa mà rồi cái không có thòng trái thòng buồn cũng nhà đây ta không chịu đâu. Dạ. Thòng từ trái xuống để người ta có bán được, người ta uống được đó. Dạ. Chứ không phải là lên ầm xuống rồi lấy tiền, không có vậy. Bởi vì mình bò hay gì đó để mình nào chết không để đó nha. Yeah. Dạ. Rồi. Hồi mối ăn quá trời, gần hết cái phòng lỗi luôn rồi. Cái này mà để lâu nữa có thể là nó mục ở phía trong dễ đổ ngã, rất là nguy hiểm. Thôi cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ do có tiếng ồn xung quanh nên có chạy vui đai, mong quý vị thông cảm. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.